Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Bão Ngầm. Bão Ngầm tập 11, vì sao ông trùm ma túy A Chư vẫn chưa bị bắt? Phim Bão Ngầm tập 11, trưởng phòng Hà đụng mặt Hùng Nhỏ và đối mặt với Lão Trư, đè nhóm của thượng tá Tất Hạ Hê vì sắp xem kịch hay. Phim Bão Ngầm tập 10 có những diễn biến cho thấy lực lượng cảnh sát đã bắt được một đường dây ma túy vận chuyển từ Trung Quốc về cho Lão Trư. Một tên trong nhóm này sau đó đã chỉ điểm để cảnh sát tóm gọn đám của Tuân, cũng là đàn em của Lão Trư. Khi đám này đang giao dịch ma túy đá, Tuân bị bắt, trang trại của ông trùm ma túy bị bao vây. Cảnh sát ra lệnh nổ súng vì đám người của Lão Trư chống đối quyết liệt. Hùng Nhỏ cũng ở trong trang trại, nhưng một tình tiết bất ngờ đó là Hùng đã cứu Lão Trư trốn thoát. Ở một diễn biến khác, thiếu tướng Hạch không hài lòng khi lực lượng cảnh sát đã hy sinh hai đồng chí, nhưng ông trùm ma túy vẫn trốn được, tung tích của Hùng Nhỏ vẫn nhiệt tâm. Phim Bão Ngầm tập 11 tối nay vào ngày 7 tháng 3, lúc 21 giờ trên kênh VTV1 tiếp tục hé lộ tình tiết thú vị là Hùng Nhỏ đưa Lão Trư đến nghỉ ở một ngôi nhà hoang vì hắn bị rắn cắn. Hùng và một đàn em nhờ một tài xế chở hàng chở dùm Lão Trư đi đến trạm xã, nhưng người này không nhận vì xe chở hàng chứ không phải là chở người. Người chở hàng chính là trưởng phòng Hà. Hùng Nhỏ cũng nhận ra ông Hà. Sau đó, hình như Lão Trư cũng được đưa đến trạm xá. Hùng nhận được cuộc gọi của ai đó là xe của đội biên phòng đang đến trạm xá, nên bác Hùng đưa ông trùm rút đi. Trong một tình tiết khác, nhóm của vợ chồng thượng tá Tất cùng Lâm Long ăn mừng Hà Hê rằng sắp tới sẽ có kịch hay để xem. Họ bàn tán về Hùng Nhỏ và ông trưởng phòng Hà. Phim Bão Ngầm tập 11, vì sao ông trùm ma túy vẫn chưa bị bắt? Chúng ta cùng theo dõi tập tối nay nhé.